Nhìn đội tuyển Việt Nam hội quân, Quang Hải nói điều chấn động, nhớ nhung thầy Park, cả nước ngỡ ngàng. Quang Hải chính là ngôi sao sáng giá nhất cùng với ông Park đã tạo nên một giai đoạn đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Kể từ khi ông Park ra đi, bản thân Quang Hải thì cũng không còn là chính mình. Những trải nghiệm không mấy thành công tại Pau FC cùng với việc đội tuyển Việt Nam có huấn luyện viên mới, chất lượng mới khiến cho tiền vệ người Hà Nội chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao. Trong đợt hồi quân tháng 11 này, Quang Hải bị ông Chu Xê gạch tên do sinh chấn thương. Chứng kiến các đồng đội hội quân chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup, bản thân Quang Hải cảm thấy hết sức tiếc nuối vì không thể góp mặt. Không chỉ những vậy thì anh cũng đã làm cho cả nước xúc động khi biết đang rất nhiều ông Park. Hải còn chia sẻ, thật sự bản thân em cảm thấy tiếc khi và buồn khi không được cùng với đồng đội thi đấu tại vòng loại thứ hai World Cup. Chấn thương đến đúng vào thời điểm này. Em không chỉ mà cả Văn Hậu nữa, cả hai anh em đều nhìn đội tuyển tập trung mà cảm thấy khó chịu trong người. Nói về 32 cái tên được lựa chọn, em không có ý kiến gì về lực lượng lần này của ông Chu Xê. Dù sao ông ấy cũng đang là vị huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam và là một cầu thủ thì em phải tôn trọng quyết định của ông ấy. Nói về trận đấu sắp tới thì anh cho biết vòng loại thứ hai này chắc chắn rất khó khăn khi mà gặp Indo, Philippines đều đang mạnh lên và họ đang thách thức đội tuyển chúng ta. Nếu như trước khi gặp thầy Park dẫn dắt thì em cảm thấy hết sức yên tâm, chúng em hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng. Tuy nhiên hiện tại đội đã quen với lối đá mới, thì cho nên còn nhiều điểm chưa hoàn thiện và đó cũng là điều em lo ngại. Phát ngôn của Quang Hải ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận. Điều bất ngờ là tất cả đều chung quan điểm với Quang Hải, mọi người đều đang rất nhớ ông Park và nhớ cảm giác yên tâm đó. Tôi nói thật, trước ngày Việt Nam gặp Indo với Philippines thì không bao giờ phải nghĩ cứ ra sân nào có cảm giác chiến thắng, còn bây giờ thì khác. Hải chắc cũng nhớ ông Park lắm rồi. Tôi chịu cái cách mà dùng người của ông Chu Xê. Đó là một số bình luận của người hâm mộ. Không chỉ có khán giả, cựu vị huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo vừa qua cũng chia sẻ. Tôi đã xem kỹ về bản danh sách đó, đó là 32 cầu thủ tốt, nhưng thực sự thì tôi rất lo ngại cho Việt Nam lúc này. Tôi cảm thấy lo bởi những cầu thủ chơi tốt của đội tuyển Việt Nam là Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng hay Tuấn Tài đều không góp mặt. Không phải là vì họ là học trò cũ của tôi nên tôi nói như vậy. Họ thật sự là những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam và đều đã có kinh nghiệm. Cái tên Hồ Tấn Tài là một cái tên mà tôi tiếc nuối. Tôi thấy rất hiểu và tôi biết về Tấn Tài. Tôi không biết vì lý do gì sao lại cậu ấy không được gọi. Cậu ấy có thể làm nhiệm vụ ở vị trí và có phong độ cao. Còn về Công Phượng gần đây thì tôi không được xem cậu ấy thi đấu. Nhưng tôi nghĩ nếu được trao cơ hội thì cậu ấy vẫn có thể làm tốt. Công Phượng có kỹ thuật tốt và là người có khả năng gây đột biến, thầy Park bày tỏ. Quả thật thì ông Park nói không sai, ông Chu Xê phải chăng cũng đã quên mất Hồ Tấn Tài. Việc loại Công Phượng thì chúng tôi có thể phân tích ở cuối video. Trước hết là chúng ta hãy nói về Hồ Tấn Tài. Chúng ta cần biết, hai cánh của đội tuyển Việt Nam là nơi mà ông Chu Xê thử nghiệm nhiều nhất sau 6 trận giao hữu vừa qua. Trong khi đó, cánh phải là nơi mắc nhiều sai sót nhất kể từ khi Trương Tiến Anh đá chính ở 3 trận giao hữu toàn thua của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10. Nhưng thật khó hiểu là ông Chu Xê vẫn gọi Trương Tiến Anh và ông vẫn tiếp tục bỏ quên hậu vệ phải là Tuấn Tài. Tuấn Tài đã khoác áo đội tuyển Việt Nam trong hai trận cầm quân của ông Chu Xê thắng Hồng Kông 1-0 và Palestine 2-0. Sau đó, anh không được triệu tập cho 3 trận giao hữu tháng 10. Và giờ dù đang chơi tốt trong câu lạc bộ Công an Hà Nội, sau hai vòng đấu đầu tiên của V-League, trong đó có bàn thắng vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng anh vẫn không được gọi. Bản đồ cũng là câu chuyện đáng nói của huấn luyện viên Chu Xê. Cầu thủ có thể đá hậu vệ phải hoặc là tiền đạo cánh này đang chơi mờ nhạt trong màu áo của câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân ở giải hạng nhất năm 2023-2024, nhưng Levando vẫn được lựa chọn trong sự phàn nàn của người hâm mộ. Ở tuổi 22 thì Levando có thể xem là một bước chuẩn bị cho ông Chu Xê cho vòng loại chung kết U23 châu Á 2024. Nhưng trao cơ hội cho một cầu thủ trẻ khoác có phong độ cao hơn, tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam. Mà ông Chu Xê cũng nên nhớ rằng đây là vòng loại World Cup, nơi mà Indo, Iraq, Philippines đều gọi những người hay nhất của họ. Còn ông ta vẫn cứ gọi hàng loạt cầu thủ trẻ đã được ông ưu ái. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải mới đây tỏ ra lo lắng. Huấn luyện viên Chu Xê cũng đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam 8 tháng rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều ngổn ngang. Đấy là điều khiến cho giới chuyên môn lo lắng. Chúng ta kỳ vọng vào vòng chung kết World Cup 2026 thì cũng phải thi đấu ngay lúc này, thành tích tốt từ 2023.
đổ đi thì nó mới mong có thành quả được 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Philippines và tiếp đấu trên sân nhà gặp Iraq. Đây sẽ là một trận đấu chính thức đầu tiên của ông Truce với đội tuyển Việt Nam. Ông thầy người Pháp thì cũng đã hết thời gian thử nghiệm và bây giờ là bước vào trận đấu một cách nghiêm túc. Trong số 32 cầu thủ mà ông Truce triệu tập thì chắc chắn đó không phải là những nhân tố thử nghiệm. Như ông Truce đã chia sẻ, những cầu thủ không được lựa chọn không có nghĩa là họ không có cơ hội tham dự World Cup trong tương lai. Quá trình làm việc này thì tôi luôn lưu giữ trong suốt thời gian làm việc. Ngoài năng lực, các cầu thủ cần có phong độ thể trạng tốt. Trong 4 đợt tập trung FIFA Day tháng 6, 9, 10, đội tuyển Việt Nam lần lượt đối đầu với các đội bóng ở cấp độ khác nhau: Hồng Kông, Syria, Palestine, Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Tôi tin sau 3 trận trong đợt FIFA lần này thì các cầu thủ sẽ có cho mình những bài học quý giá. Trước đối thủ hàng đầu như Hàn Quốc và lại thi đấu dưới bầu không khí của hàng ngàn khán giả rất cuồng nhiệt, tôi tin rằng là các cầu thủ trẻ luôn giữ điểm và giữ được nhiệt huyết để tiếp tục cho chặng đường phía trước. Đó là quãng thời gian mà ông Truce mong có những sai số và ông đã làm được điều mình muốn. Chúng ta sẽ đối đầu với một cầu thủ vừa tầm là Philippines và sau đó mạnh là Iraq. Sau những trận đấu thử nghiệm vừa qua thì đội tuyển Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá là vẫn chưa định hình được lối chơi. Thế nhưng điều mà tất cả mọi người đều đồng ý đó chính là hình thành một đội tuyển tập thể. Đây cũng là một vấn đề mà ban huấn luyện cần phải chú trọng. Nên nhớ rằng Philippines thì đang rất nghiêm túc trong trận đấu này. Iraq thì là một đối thủ mạnh ở bảng F ở tại vòng loại thứ hai của CAF 2026 khu vực châu Á. Đó sẽ là một thử thách rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Chưa kể là Indo sẽ mang tới đội hình sẵn sàng để cướp vé đội tuyển Việt Nam ngay bây giờ. Người tiền nhiệm ông Park thì cũng đã nhiều lần than phiền về chất lượng và cơ hội ra sân của các chân sút nội tại V-League. Nhất là khi đa số các câu lạc bộ thuộc giải đấu số 1 bóng đá Việt Nam vẫn tin dùng ngoại binh. Câu chuyện không khác biệt là bao dưới thời ông Truce, thậm chí là vấn đề có phần nghiêm trọng hơn. Ở hai vòng đấu đầu tiên của V-League thì chứng kiến 40 bàn thắng, nhưng một nửa trong số đó là các ngoại binh. Phần còn lại, duy chỉ có hai cầu thủ nổi trôi trong vị trí tiền đạo, đó không phải là Tiến Linh, Văn Tùng, Tuấn Hải hay Văn Toàn. Đó là những tiền đạo vốn được lựa chọn thường xuyên của thầy Park. Bên cạnh đó là lời gọi nghiêm trọng hơn khi mà dưới thời ông Park Hang-seo, chỉ ít thì Công Phượng và Quang Hải cũng đã bùng nổ. Sau đó tới lượt Tiến Linh đóng vai trò trụ cột. Tiếp theo đó thì dẫu sao ông Truce thì vẫn còn nhiều việc và tìm kiếm được nhiều sự lựa chọn tin cậy trên hàng công. Trong khi ấy, ông Truce thực tế thì cũng đã kiếm nhưng mà chẳng tìm ra được tiền đạo nào để khiến cho ông tin cậy. Tiến Linh vốn đã suy giảm phong độ, Võ Nguyễn Hoàng hay là đã bị sau chấn thương. Tiền đạo khác như là Nhâm Mạnh Dũng, Hà Minh Tuấn, Vũ Quang Nam thì không phù hợp với chất lý. Trong bối cảnh này, dù muốn hay không thì ông Truce vẫn phải trông chờ vào cái duyên ghi bàn của những hậu vệ. Đơn cử kể tới Quế Ngọc Hải, Vũ, Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu hay là Nguyễn Đức Chiến đều là những cái tên có khả năng ghi bàn tốt. Cụ thể hơn, tính từ năm 2020 đến nay, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã có 13 bàn thắng trong màu áo của câu lạc bộ. Ngoài ra, Văn Thanh cũng là người có khả năng ghi bàn ấn tượng. Anh đã ghi tới 29 bàn trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Theo những con số thống kê, trong nhiệm kỳ 5 năm của ông Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam, 47% bàn thắng hay là của đội tuyển Việt Nam đều đến từ pha lập công của các hậu vệ. Ngoài những cầu thủ kể trên thì đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều trung vệ to cao, tốt về không chiến như là Thanh Bình, Lương Duy Cương, Giáp Tuấn Dương, còn có cả Tuấn Tài và Đoàn Văn Hậu. Trong bối cảnh là hàng công của đội tuyển Việt Nam đang gặp những hạn hán, ông Truce hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái duyên ghi bàn của các hậu vệ. Tuy nhiên, thuyền trưởng người Pháp thì vẫn còn đó những mẫu tiền vệ có khả năng sáng tạo như Quang Hải, Tuấn Anh. Chưa kể Tuấn Hải thì cũng đang đạt được phong độ rất là tốt. Vào ngày 6 tháng 11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại. Và chúng ta sẽ biết là ông Truce sẽ trao cho những cái tên nào trên hàng công. Trong bối cảnh là tiền đạo đang không có phong độ tốt, khả năng ông thầy 68 tuổi sẽ gọi trở lại những mẫu hậu vệ có khả năng ghi bàn tốt như là Văn Thanh hay Hồ Tấn Tài. Trước đó, bộ đôi này thì cũng đã không góp mặt trong đợt tập trung FIFA tháng 10. Nhưng nên nhớ, Văn Hậu Tuấn Tài, những người thường hay ghi bàn lại không có tên cho đội tuyển và ông Truce có vẻ như là đang tự làm khó chính mình và đội tuyển Việt Nam. Một câu chuyện được bàn luận rất nhiều đó chính là việc loại Công Phượng. Xem một cách công bằng thì việc Công Phượng không có tên trong danh sách tham dự thì cũng chẳng quá bất ngờ.
tuyên bố trên thì nó dựa trên phong độ của những người nhậm chức của ông Chu Xê và với những gì mà Công Phượng đã thực hiện trong những ngày gần đây. Không giống như Công Phượng thì nhiều gương mặt quen thuộc dưới thời ông Park Hang-seo vẫn ra sân và chơi ổn tại V-League, nhưng cũng đã bị thuyền trưởng Việt Nam bỏ qua. Thất vọng ngày càng lớn khi mà nói về chuyên môn thì chắc chắn những cái tên vừa nhắc không thua kém những cầu thủ trẻ đang được ông Chu Xê tin tưởng. Nhưng rốt cuộc chiến, chiến lược gia người Pháp vẫn bảo lưu quan điểm và thậm chí một số cầu thủ từng giữ vai trò quan trọng dưới thời ông Park Hang-seo đã vắng mặt. Ông Chu Xê chắc chắn thì biết những gì đang xảy ra và ông cũng đang mong chờ trong những điều đặc biệt khi mà thất bại trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Sự cứng rắn quyết liệt mà huấn luyện viên Chu Xê cho thấy thực tế lại khá dễ hiểu và cũng cần phải có đối với một vị thuyền trưởng. Nói rõ ra, cần bảo vệ quan điểm, đồng thời sẵn sàng đối mặt với thử thách. Đó là câu chuyện của bóng đá nam. Còn lãnh đạo VFF thì vừa lên tiếng về tương lai của ông Mai Đức Chung. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trước việc huấn luyện viên Mai Đức Chung mong muốn được nghỉ ngơi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức lên tiếng. Hiện nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Mai Đức Chung vẫn đang thực hiện theo đúng các điều khoản trong bản hợp đồng và ông Mai Đức Chung vẫn là thuyền trưởng của Việt Nam. Ngày 4 tháng 11, đội tuyển sẽ đến Hà Nội. Theo kế hoạch, VFF cùng với ông Mai Đức Chung sẽ làm việc để sẽ đánh giá lại kết quả thi đấu Olympic Paris 2024. Đại diện VFF cho biết, hợp đồng của ông Mai Đức Chung với VFF kết thúc vào tháng 12. Tôi quyết định khi hết hợp đồng vào cuối năm 2023 sẽ nghỉ ngơi. Tôi làm huấn luyện viên của đội tuyển nữ Việt Nam lâu rồi để cho những người tốt hơn lên thay thế tôi. Và tôi nghĩ đơn giản thì điều này cũng sẽ phải đến thôi. Ông Mai Đức Chung cho biết, như vậy thì trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản sẽ là trận đấu cuối cùng dưới thời ông Mai Đức Chung. Về phần mình thì ông Mai Đức Chung đề xuất ông Akira làm người thay thế mình. Tôi tin ông Akira sẽ là người hiểu văn hóa và sinh hoạt của Việt Nam. Ông ấy có chuyên môn, huấn luyện viên này thì có những phương án thuận tiện hơn giúp VFF không phải đi thuê một chuyên gia nơi khác mà khi về thì lại chưa nắm được văn hóa và cách sinh hoạt của đội tuyển. Cuộc chia tay của ông vì vậy cũng đã để lại nhiều tiếc nuối. Hơn thế, đó là một di sản mà không phải ai cũng có thể tiếp nối. Những hy sinh của vị huấn luyện viên này thật sự đã góp tầm nâng cao về quyền lực cũng như là vị thế của bóng đá nữ Việt Nam. Đó chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà các cô gái của chúng ta đã giành vé lịch sử World Cup 2023, chặng đường sau 20 năm. Bóng đá nữ đã chịu nhiều thiệt thòi, phong trào không phát triển tốt, mức đầu tư thì quá ít, chỉ có niềm đam mê với sự tận tụy dạy nghề của ông Mai Đức Chung. Đó là di sản của ông Chung gái, ông Chung Seka, với những tên gọi trìu mến. Bởi bóng đá Việt Nam thì không thể tìm được một vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đẳng cấp quốc tế để thay thế ông Mai Đức Chung. Ở một vị thế cao hơn, nhưng chính di sản của ông Chung lại là quan trọng đối với những nhà quản lý Việt Nam. Tài năng dễ tìm, song để làm được như ông Chung thì không phải ai cũng làm được. Nhìn nhận đúng di sản của ông Mai Đức Chung là để có chiến lược phù hợp, lựa chọn đúng đắn cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và ít nhất hai thế hệ cầu thủ đã được tạo ra là một điều để chúng ta phát triển nhiều hơn trong tương lai. Phải có cách làm bóng đá nữ có cả hệ thống hơn và tăng số lượng cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp hơn. Bóng đá Việt Nam đã đối diện với các thách thức khi mà ông Park Hang-seo chia tay bóng đá nam, di sản của ông Park cũng đổ sổ như vậy. Quá trình thì mặc dù khó nhưng mà không thể tránh khỏi và điều quan trọng hơn là cần phải có một tâm thế để tiếp nhận, để chuyển giao. Với bóng đá nữ, vấn đề còn hóc búa hơn khi mà tham dự World Cup đã hoàn thành và áp lực không nhỏ cho người kế nhiệm. Người cận vệ xa của bóng đá nữ Việt Nam đã dừng cuộc chơi, nhưng những đóng góp của ông thì chắc chắn sẽ còn được lưu mãi và ghi nhận xứng đáng được đưa vào ngôi đền của huyền thoại bóng đá Việt Nam. Hy vọng đó chính là nguồn cảm hứng cho cả nền bóng đá để khát khao giành chiến thắng và giành thành tích trong tương lai nữa.